Kênh Hoa Lan TV giới thiệu các bạn một cái giò hoàng vũ. Tôi nghe một số thông tin cũng khá là hay về cái cây này nên là muốn giới thiệu chi tiết hơn. Nhưng mà chắc là để phải nhờ anh Trần Tuấn này mới nói thì nó thú vị hơn. Đây là cái vòi hoa của có cái chậu này là có hai vòi hoa. Vòi của nó thì cao hơn lá. Cái ngọn thì là vòi thì nó cong xuống. Anh Tuấn có thể giới thiệu cho mọi người một chút về cái cây hoàng vũ này không? Cái này anh ngại quá hả? Thì ra đây là một cây giống cổ xưa, và có lẽ đến bây giờ thì chúng ta vẫn tự hào được rằng cái cây này Trung Quốc chưa làm được. Thế nên nếu các bạn chưa lan mà mua cây này thì thực sự là vẫn hoàn toàn yên tâm được, không có hàng cầu. Đó là một trong những cây hiếm hoi. Cái dòng này nó rất khó làm. Thậm chí cái cây này ngày xưa Trung tâm Kỹ thuật Rau Hoa Quả của Việt Nam đã làm rồi nhưng mà không thành công. Cách đây khoảng chục năm rồi, không thành công. Thật ra là cây hoa màu khác đi. Cái này thật ra rất tiếc là vườn tôi chăm sóc nó không được tốt. Nếu để đánh giá một cây lan hoàng vũ như này thì thậm chí nó chỉ được cùng lắm là 5 điểm, 5 trên 10 điểm. Nhưng mà thôi thì cứ lấy ra làm mẫu vật thì mong là qua đây thì mọi người sẽ hiểu biết hơn một chút. Cái hoàng vũ này thì cho đến bây giờ tôi cũng là kiểu như là các cái thế hệ cũng nối tiếp nhau và truyền lại thôi. Hoàng vũ ở đây có hai trường phái cho đến bây giờ vẫn kiểu như là khắc khẩu với nhau, bên nào thắng bên nào. Hoàng vũ có thể có người ta hiểu sang như cơn mưa vàng, và cũng có người hiểu rằng vũ ở đây là sự nhảy múa, sự vì là cái cây này như các bạn thấy đấy, buổi sáng thì nó quay hướng này nhưng mà buổi chiều vòi hoa nó quay dần lên, nhưng khi đến bông cuối cùng thì nó sẽ thành một cái nó thẳng lên, đường thẳng như cột cờ. Và cái cây này thực ra mọi người cứ bảo là khó nhận biết, nhưng mà có lẽ là một trong những giống cây rất là dễ nhận biết. Khi cây lá về già thì thông thường tôi chăm thì nó kém, nó hay có bệnh. Lá về già thì nó hơi cái nửa, một nửa lá còn lại là nó vặn vỏ đỗ một chút. Còn các cái cánh hoa thì là nó nở ra bao giờ nó cũng cong vút. Nếu nói về kích thước để chúng ta xét về mặt cấu tạo, cắt lớp hay các thứ thì là nó rất là rộng lớn. Nếu cắt cái bông hoa này ra thì gần như không có bông nào có thể to bằng nó được. Ví dụ như là các cái bông đại trường diệp hoàng hoa hay là cẩm tố cẩm tước của ngày xưa ấy, không thể nào to như này. Vì đây là bông của chúng là hơi vặn hơi xoắn vào với nhau nên là chúng ta nhìn nó không được to, nhưng bản chất là rất to. Cái này là cô ra hoa vào đầu xuân đúng không? Cuối đông đầu xuân đúng không? Cái cây này theo tên Latin thì nó là Cimidium sinense alba, một dòng alba rất là ổn định, ổn định đến mức là nó thành một giống đấy, như thế như vậy. Và thậm chí để nhân giống nó còn khó hơn mà, vì là sinense đâm ra là chúng có một mùi thơm chung như tất cả các cây khác mà mọi người vẫn chơi và vẫn gọi. Thậm chí nó là một dòng mặc. Cái từ mặc ở đây ta hiểu là kiểu như mặc quần áo, nghĩa của từ Hán là một màu tối, một màu đen. Và sinese nhưng mà lại là alba, thế nên là biến đổi màu từ cái màu đen tối như thế.
Cái hoa này thì cái độ bền của nó bao lâu anh? Hoa này thì thông thường nó nhiều cách chơi. Nếu các bạn mà để chỗ nào nhiều gió, rồi các bạn để nhiệt nó hơi cao thì chúng chỉ tồn tại được khoảng độ chục ngày thôi. Nhưng cơ mà nếu mà nhiệt độ thời tiết tùy từng năm nó mát mẻ chút thì nó sẽ khoảng 20 ngày. Và hương nó rất là thanh, nên cây này là xưa là các cụ rất ưu ái, thông thường để nó vào trong nhà gần cái bàn trà. Và loài này chỉ có nở Tết, nó như là đai châu. Có nghĩa là như vậy thì cái giò này là cũng nở hơi sớm đúng không ạ? Năm nay ấy. Không, à như năm nay là nhuận. Năm nhuận. Vâng. Không phải là sớm đâu. Vâng. Hoa rất là đẹp. Hoa này mà nó rất đẹp luôn. Tức là vài hôm nữa nó sẽ hơi chuyển sang màu vàng, thanh vàng. Vâng. Đấy, chứ không phải màu như này. Màu như này chúng ta chỉ hiểu là màu xanh cốm thôi. Mày chơi yên chứ. Hôm nay thứ 7 không làm việc, thứ 2 em nghĩ. Đấy, thế á, đấy chúng ta quay nhá. Nó cứ rủ xuống, cứ như là hoa héo á. Vâng. Thế có phải là việc rất là dễ. Có phải là nó quay theo hướng mặt trời không ạ? Theo ánh sáng chứ không. Theo ánh sáng, ừ thì đấy, theo ánh sáng. Thì mặt trời thường thường nó chiếu từ hướng nào mà tương tự cũng đúng là rồi. Hướng ánh sáng. Không, nhưng mà vì những hôm như này đôi khi nó cũng không có ánh nắng mặt trời thì chúng ta cứ để nó sẽ theo ánh sáng. Vâng. Cái này thì trồng thì thường là giá thể thì là cái gì anh? Giá thể mà bây giờ là tranh cãi nhau rất ác liệt. Vâng. Tớ thì tớ trồng bây giờ nó cũng hiện đại hơn xưa rồi. Vâng. Theo cách trồng cổ điển thì là các cụ nào là phải đến ngày tháng như đông đá đét này ở cái vùng quê hay cắt ao để bắt cá để ăn Tết. Thì các cụ xuống, sau khi ao nó khô như thế thì các cụ xuống gạt cái lớp bùn ao trên cùng đi, lớp mỏng, sau các cụ sắn lên, mang lên chỗ, cả lông gà, lông vịt, đủ các thứ, chứ kể cả phun chuồng, phun bắc, nó đóng lại, rắn như những viên gạch, các cụ xếp ở xung quanh các cái căn bếp ngày xưa, xong rồi cả năm trời. Đến khi đến mùa phân lan, có thể là tháng mùa thu đấy, tháng 9 hoặc là sau Tết này, phân lan thì lại mang ra chặt băm băm bằng viên trứng chim cút. Các cụ trồng nó cẩn thận lắm, xếp từng viên một. Đấy, xong rồi là quy cách của các cụ trồng là bao giờ nó hơi lùm lùm lên tí. Thực ra cái đấy là thế thôi, nhưng các cụ làm là rất khoa học, chứ không phải. Tôi không biết là các cụ có nhầm ý gì không, nhưng mà chắc là các cụ chỉ biết trồng như thế thì nó sẽ tốt hơn là khi ta trồng thấp dưới của đáy chậu. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là cái biện pháp để khi nó cao như thế thì không khí và gió nó sẽ lùa qua được cái đấy, và gốc của nó luôn luôn khỏe. Củ của nó rất to và có thể không bị người uống nước đúng không? Không uống nước về trồng thấp, nhưng mà củ rất to. Các cụ chơi ngày xưa là chơi củ là chính nữa, chứ không phải là chỉ chơi lá và chơi hoa không. Vâng. Bây giờ chúng ta đâu có thèm quan tâm đến củ. Củ là chúng ta phải bóc cái bẹ hành này ra, nó nổi lên ra, nó to như cái củ hành ấy, rất là đẹp. Vâng. Chứ không như bây giờ đâu. Bây giờ thậm chí thôi cứ cần nhiều hoa là được. Nhưng mà thực ra một cái chậu hoàng vũ mà trong suốt, củ nó lộ ra rất là đẹp. Lại nói lại giá thể thì là ngày xưa cũng được các cụ rè bỉu, thậm chí chửi, thậm chí còn không đến nhà tầm 3 đến 5 năm. Nhưng mà mình cứ phá cách trồng để làm sao, quan điểm tôi là tôi định trồng làm sao thật nhiều. Nhưng bây giờ một là cái đất bùn ao như thế chúng ta không lấy được nữa, và cái đất bùn ao như thế thì bây giờ nó rất là ô nhiễm, nó nhiều các cái hóa chất, các thứ nó độc hại. Thế nên là tôi muốn đi khắp nơi để kiểm tra, là mình học bót, học hỏi thôi. Thấy cái nào hay có thể áp dụng được và trồng nó hiệu quả thì làm theo. Đến bây giờ thì giá thể của tôi cơ bản là chỉ có vỏ làm, vỏ cho chấu, vỏ thân. Mỗi thứ vỏ một tí,
viên nhỏ cỡ vừa phải, cỡ bằng hạt ngô, và trộn với đá. Nếu tốt nhất được đá thấm thủy thì tốt, không đá xây dựng cũng không ra. Đá xây dựng nên đá nhỏ thôi, khoảng 0.5 vâng. Một phân. Thì cả, tức là cái này thì sau Tết thì mùa hết mùa hoa thì bắt đầu trồng hết lại. Hoa là trồng lại. Hoa luôn. Vâng. Như cái chậu này thì bây giờ với cái lượng củ như này, giả hành như này thì có đã có thể tách được chưa? Nó có hai trường phái. Một là để chơi thì người ta không cần tách. Còn nếu để kinh doanh để bán thì sau Tết là người ta sẽ tách. À, vâng. Nó đẻ ra cây con nhiều hơn. À. Thường là khi tách thì nó cũng kích thích vào mà, đúng không? Nó sẽ đẻ nhiều hơn. Thông thường thì cứ độ trên 4 giả hành liền với nhau thì người ta bắt đầu tách. Nhưng là mỗi bên được 2 trở lên là ok. Đừng tách 1. Nếu 4 giả hành thì tách thì cái này tách được tốt rồi. Nếu đẹp nhất là tách 3. Vâng. Như vậy thì nếu mà cái này mà tách khéo thì có thể tách làm 3 khóm rồi. Ồ, hơn chứ. Hơn. À, nếu mà tách nhỏ nữa thì đương nhiên là được, nhưng mà đang nói thành ba cái cụm to ấy. Ok, rất là cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đây, có lẽ là ra thêm để so sánh với cái cần cái khác không? Vâng, em cứ ra so sánh với ví dụ thanh ngọc.